Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cách ngâm muối hành để ăn Tết các bạn nhé. Đây là sản phẩm hành muối của mình sau khi mình đã làm xong. Thì cái hành muối này để mà lựa chọn thì các bạn có hai loại. Hành già và hành non. Thì ở đây sản phẩm của mình muối đây là hành non. Thì mình chỉ muối khoảng 3 đến 5 ngày là mình ăn được thôi các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn muốn để lâu và ăn củ hành nó chắc thì các bạn phải dùng cái hành già các bạn nhé. Thì ở đây là mình muối sổi và ăn nhanh, cho nên là mình sử dụng cái hành này. Cái hành này chỉ ăn ngay thôi. Nhưng mà các bạn mà để lâu là nó hơi mềm, không giòn. Thì nguyên liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị cho cái món hành muối này đó là hành củ. Thì ở đây các bạn mình đã giới thiệu với các bạn ấy, đó là hành non. Đấy, hành non như thế này thôi thì mình muối rất là nhanh được ăn. Nhưng mình thì không để được lâu. Và tiếp đến đó là đường cát trắng. Gọi là đường để cho nó có độ ngọt. Và giấm trắng và một chút nước để mình đi cắt hành. Thì với cái hành này của mình thì mình cứ cho một chút muối trắng vào để mình ngâm. Gọi là nước muối loãng đấy ạ. Để các bạn ngâm và mình có một cái ấu thủy tinh để mình muối. Thì ở đây mình cho 2 lít nước và cho khoảng 1 thìa muối vào để mình ngâm hành. Thứ nhất là ngâm để cho nó đỡ mùi hăng. Thứ hai là ngâm để sau khi mình muối nó rất là trắng và giòn. Thế và tiếp đến là bây giờ mình thì cái hành này nó trắng rồi đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần cắt rễ và nhặt cái vỏ mỏng ở bên ngoài thôi. Thì ở đây mình muốn giới thiệu với các bạn về cách muối. Còn nếu mà các bạn muốn lâu ăn hoặc là cái hành nó để được lâu ấy, thì các bạn sử dụng cái hành già mà nó xuống củ rồi nhá. Tức là cái củ hành nó tròn tròn rồi đấy ạ. Thì cái hành đấy thì muối có vẻ là lâu được ăn một chút. Nhưng mà khi mình ăn nó rất là giòn và mình lại để được lâu. Đấy là có hai cách lựa chọn các bạn nhé. Thì trước hết là mình cắt cái rễ này đi này. Thì các mình cắt vừa tới và có cái vỏ mỏng ở bên ngoài mà nó bẩn thì các bạn cho đi. Đấy các bạn cứ nhặt cho mình như vậy. Thì như các bạn đã biết đấy, món cổ truyền của mình, của dân tộc mình đó là hành muối đúng không ạ? Như các cụ đã có câu đấy, mồng 3 là gà, mồng 1 đấy là bánh chưng xanh đúng không ạ? Mồng 2 thì dưa hành thịt mỡ đấy, rất là trong cái hương vị ngày Tết thì hầu như gia đình nhà nào cũng có một bát dưa hành muối đúng không ạ? Thì ở đây mình muốn phổ biến với các bạn về cách muối như thế nào cho hành ngon và trắng đến khi ăn là rất là giòn. Thì ở đây là cái mình cũng giới thiệu đấy, cái hành này là hành non, cho nên là mình muối rất là nhanh được ăn. Nhưng cái thời gian để thì mình không để được lâu. Nếu mà sau khi mình đã cắt hành xong như thế này và mình sẽ ngâm ở trong cái nước muối này khoảng nửa giờ đến 45 phút cũng được các bạn nhé. Để cho nó ra bớt cái nhựa này và bớt cái độ hăng của hành đi. Và với cái hành dài các bạn có thể ngâm được 1 tiếng đến 2 tiếng cũng được. Mà các bạn nên ngâm bằng nước muối nhá. Nước muối loãng. Thì sau khi mình đã ngâm được thời gian rồi. Thì bây giờ mình mang đi để mình rửa hành cho nó hết cái mùi hăng của nó đi. Mình mang đi mình rửa để các bạn rửa cái nước đó và các bạn xả vòi ra và các bạn rửa. Rửa đến khi nào mà trong nước là được nhá. Bởi vì mình ngâm cái thời gian cũng khá là lâu rồi. Thì ở đây các bạn biết đấy, cái hành này thì chắc hẳn là nhiều người ai cũng ăn được. Cho nên là muối cái hành này rất là dễ, dễ ăn, dễ làm. Đấy, mình lại xả qua nước và mình rửa đi một lượt nữa cho nó sạch hẳn đi. Cái hành này mà muối được khi mà ăn được là các bạn ăn luôn nhé. Chứ các bạn đừng để với cái này mà để nó sẽ bị mềm. Đấy, sau khi mà mình rửa xong rồi và mình để cho nó ráo nước đi một chút. Cho nó ráo nước đi thì bắt đầu mình cho vào một cái nọ thì tinh như thế này. Thì với cái hành này là hành muối sổi cho nên là các bạn chỉ cần muối từ 5 lạng đến 1 kg một thôi. Cho các bạn đừng muối nhiều.
muối nhiều mà không ăn hết ấy. Đó, nên là nó mềm mà sẽ không ngon. Đấy, sau khi mình đã cho hành vào trong nọ xong rồi thì các bạn có thể là pha nước để muối đấy ạ. Thì với 500 ml nước thì các bạn cho khoảng 2 thìa đường hoặc 1 thìa rưỡi đường, 1 thìa giấm và 1 thìa ăn phở muối. Muối tinh các bạn nhé. Sau khi mình đã cho đường, giấm và muối vào cái bát nước này rồi thì bây giờ mình thế này nhà đổ vào cái vại dưa thôi. Ngày Tết cái món gì cũng ấy cho nên là có một nọ hành muối ngon thì quả là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy thì các bạn đổ vào và các bạn nhìn thấy nó xâm xấp mặt hành rồi đây đúng không ạ? Thì các bạn có thể cho một cái đĩa nhỏ và các bạn có cái lan bằng tre ấy, nó đan bằng như là cái mắt rổ ấy, các bạn nén nó xuống thì các bạn có thể sử dụng một cái túi nước nặng hoặc các bạn có thể dùng một cái chai đựng nước vào sau đó mình nén nó lên. Vì cái nọ nó nhỏ như này thì không có cái gì là nặng đè vừa được nó cả. Thì ở đây mình cho một cái chai lựa lít bia vào để cho cái nước nó ngập. Hành thì đây, sau khoảng 3 hôm với nhiệt độ ngoài trời của mình là từ 20 đến 22 độ thì khoảng 3 ngày đây là mình đã có hành ăn rồi đấy các bạn ạ. Bởi vì là các bạn muối cái nước mà muối hành ấy, các bạn cũng để từ 30 đến 35 độ nhá. Chứ mình cũng không đừng lên là muối nước nóng quá thì cái hành nó ăn không được giòn. Thì mình nồi muối nước ấm ấm như vậy thôi thì cái hành của mình vẫn giữ được độ giòn rất là ngon. Đấy, bây giờ các bạn cho ra đĩa để mời cả nhà thưởng thức món hành Tết. Món hành muối sổi ăn rất là ngon. Đấy, thế là sản phẩm hành muối của mình đến đây đã xong rồi đấy. Xin chúc các bạn làm và được những món hành đãi cả nhà ăn Tết thật ngon miệng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Các bạn đừng quên chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để được theo dõi những video gần nhất của mình. Những món ăn quen thuộc, nguyên liệu dễ kiếm, dễ tìm. Xin chúc các bạn làm mà thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.